Ma cà rồng có thật hay không? Nguồn gốc của ma cà rồng là gì? Video này sẽ giải thích tất cả. Ma cà rồng là ai? Ma cà rồng là một loại ma chuyên đi hút máu người để sống. Dù có nhiều phiên bản, nhưng phiên bản phổ biến nhất là từ châu Âu. Ngoại hình của ma cà rồng là có làn da trắng bệt, tóc và móng tay mọc dài, có hàm răng nanh, có thể có cánh và biết bay, có thể treo ngược mình lên như một con dơi, tác phong nhanh nhẹn, lúc ẩn lúc hiện, có sức mạnh tuyệt đối. Ma cà rồng rất thích cắn vào cổ người để hút máu, biến người khác thành ma cà rồng giống mình, ngủ vào ban ngày. Ma cà rồng rất sợ ánh nắng mặt trời, tổi, thánh giá và các khu vực linh thiêng, soi mình vào gương và bị nhốt trong quan tài. Ngoài ra, ma cà rồng còn là một nhân vật bất tử, sống từ đời này sang đời khác mà ngoại hình không hề thay đổi. Ma cà rồng xuất hiện như thế nào? Danh tiếng của ma cà rồng nổi nhất là vào thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 ở Đông Âu, đặc biệt là ở Romania và Albania. Lúc này, người dân có cuộc sống nghèo nàn, y học lạc hậu, nhiều bệnh tật và tệ nạn xã hội. Nhiều người qua đời nhưng không biết được lý do tại sao. Những người tò mò trong làng bắt đầu đào các xác chết lên để tìm nguyên nhân, và cái mà họ thấy là các tử thi đang dần sống lại, tóc và móng tay mọc dài ra, bụng trương phình lên và có máu chảy ra ở khóe miệng. Rõ ràng là những người này đang hồi sinh, muốn thoát ra khỏi ngôi mộ của mình để trở về với nhân gian giết hại kẻ khác. Đây chính là ma cà rồng. Cách tiêu diệt ma cà rồng. Những người đào mộ nhanh chóng trở về làng và bàn bạc tìm cách tiêu diệt ma cà rồng. Họ đã sáng tạo ra rất nhiều cách và nhiều nghi lễ như chặt đầu xác chết, thiêu xác chết, đặt xác chết vào trong quan tài để không cho chúng sống lại. Trước đây, cách thông dụng là đào một cái hố rồi chôn xác chết vào thôi. Một cách nữa là đóng đinh đầu, cơ thể và quần áo của người chết để ngăn chặn họ trở thành ma cà rồng và trỗi dậy. Người Romani luồn kim thép hoặc kim sắt vào tim của xác chết. Ngoài ra, họ còn đặt các mảnh thép vào miệng, trên mắt, tai và giữa các ngón tay tại thời điểm chôn cất. Trong một nghĩa trang ở thế kỷ 16 gần Venice, người ta tìm thấy một hộp sọ phụ nữ, miệng bị buộc vào một viên gạch để không cho mở miệng ra được hút máu người. Ở Bulgaria đã phát hiện hơn 100 bộ xương bị đâm xuyên bằng các cây sắt, một số bị bẻ hết sạch răng. Các biện pháp khác bao gồm đổ nước sôi lên mộ hoặc thiêu hủy hoàn toàn thi thể. Cách bảo vệ mình khỏi bị ma cà rồng cắn. Do ma cà rồng sợ tỏi, nên người ta sẽ đeo lên các sâu tỏi, ngoài ra còn có hoa hồng và táo gai. Để ngăn chặn chúng vào trong nhà, các gia đình sẽ rải hạt mù tạt lên nóc nhà, hoặc trang trí trong nhà bằng các loại thánh giá, tràng hạt và nước thánh. Cửa chính sẽ đặt gương lớn để ma cà rồng nhìn vào có thể thấy chính mình và sợ hãi bỏ đi. Sự thật về ma cà rồng. Ma cà rồng ầm ĩ như vậy, nhưng sự thật là như thế nào? Người dân vào thế kỷ 17-18 không có kiến thức y học nên đổ lỗi cho các dịch bệnh và các cái chết không lý do là do ma quỷ. Nhưng thực chất cái mà họ thấy khi đào mộ lên là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi xác chết bị phân hủy mà thôi. Da lúc này sẽ bị mất nước, sẽ bị khô đi và trượt ra, không thể giữ lại được móng tay và tóc, nên nhìn như chúng đang mọc dài ra. Vi khuẩn bắt đầu phá hủy các mô, giải phóng khí tích tụ trong ruột, khiến cho bụng trương phình lên và đẩy máu ra ngoài. Dĩ nhiên là vào thời đó thì đâu ai biết mấy chuyện này, nên người ta cứ tiếp tục đi đào mộ và tìm thấy số lượng ma cà rồng ngày càng nhiều. Ngoài ra còn có một số loại bệnh giống với triệu chứng của ma cà rồng mà khoa học ngày nay mới giải thích được. Đầu tiên là bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin, là một nhóm các rối loạn di truyền hiếm gặp. Đây là tình trạng cơ thể không có khả năng tạo ra phân tử hem đúng cách. Hem là một sắc tố giàu chất sắt trong máu. Người mắc chứng bệnh này sẽ rất sợ ánh sáng mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sản. Miệng và răng của người bệnh có màu đỏ do hoạt động của sắc tố men không ổn định. Căn bệnh thứ hai là chứng giữ nguyên thế, là một trạng thái thần kinh làm cho các cơ bị cứng đi,
và cơ thể bị bất động, bất kể các tác động bên ngoài nào, thậm chí cả gây đau đớn. Khi bệnh nhân lên cơn, toàn bộ cơ thể sẽ cứng đơ, nhịp tim và hơi thở suy yếu, hiện tượng tương tự như cái chết. Ngày nay, y học đã có đủ hiểu biết và đầy đủ phương tiện để kiểm tra xem một người nào đó còn sống hay đã chết thật sự. Tuy nhiên, ngày xưa, con người chỉ dựa vào hiện tượng bên ngoài, nên rất nhiều bệnh nhân của chứng bệnh này thường bị chôn sống. Giai đoạn bộc phát bệnh có thể kéo dài trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, đủ thời gian để tiến hành một đám ma. Và nếu tỉnh lại thấy mình nằm trong quan tài thì sẽ phải tạo tiếng động để kêu cứu, rất dễ bị hiểu lầm là xác chết sống lại. Căn bệnh thứ ba là căn bệnh dại, lây qua từ vết cắn của động vật. Các triệu chứng của bệnh dại là đau đầu, sốt, lo lắng, đau cơ, bị ảo giác và co giật rồi hôn mê. Nạn nhân thậm chí có thể trở nên cuồng dại. Chỉ sau vài ngày, gần 100% người bị bệnh dại sẽ bị thiệt mạng. Bệnh dại được mô tả giống với ma cà rồng vì bệnh nhân mất ngủ về đêm, hung hăng, miệng nhỏ dãi và có dáng đi tập tễnh. Sự sụp đổ của ma cà rồng. Niềm tin về ma cà rồng ngày càng lớn mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và kinh tế của quốc gia. Hoàng hậu nước Áo, bà Maria Theresa đã cử vị bác sĩ riêng của mình là ông Gerard van Swieten đi điều tra về ma cà rồng. Ông trở về và kết luận rằng ma cà rồng không hề tồn tại. Hoàng hậu sau đó đã ban hành lệnh cấm đào bới mồ mả và xâm phạm thi thể người chết. Các nước châu Âu khác dần dần cũng làm theo và chấm dứt được đại dịch ma cà rồng. Tuy nhiên, ma cà rồng vẫn sống trong các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa dân gian của địa phương. Có rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó là Dracula của tác giả Bram Stoker, ra đời vào năm 1897. Dracula là nhân vật hư cấu, nhưng lại là điển hình đại diện cho giới ma cà rồng và là nhân vật sống mãi với thời gian. Các phiên bản ma cà rồng trên thế giới. Ở bất kỳ nền văn hóa nào cũng xuất hiện một nhân vật ma quái phản diện, có khả năng phi thường và giết hại loài người. Ví dụ như người Lưỡng Hà cách đây 12.000 năm, có nữ thần Lamastu, có đầu sư tử, mình là con lừa. Bà có thú vui vô cùng bệnh hoạn, đó là rất thích giết hại phụ nữ mang thai và trẻ em. Vào thời kỳ Hy Lạp cổ đại, có nhân vật đặt tên là Striges, là một phụ nữ biến thành con chim săn mồi khát máu. Ở Philippines thì có Mananangao, một nữ quỷ, chỉ có phần trên, không có chân, có cánh và biết bay. Sang đến Malaysia thì có Benanggalang, cũng là một nữ quỷ, nhưng chỉ có một cái đầu bay lơ lửng, kèm theo là các cơ quan nội tạng phèo phổi. Ở bên Úc thì có Yaramahahu, có hình dạng như một con ếch đỏ, có đầu rất lớn, miệng rộng, không có răng, dùng tay và chân để hút máu. Dù các nhân vật này có tên gọi khác nhau, nhưng có một điểm chung là hút máu người để sống. Ma cà rồng tiếng Anh gọi là Vampire, hoàn toàn khác so với Zombie nhé. Đây là hai trường phái ma khác nhau, nhưng muốn biết khác như thế nào thì đừng bỏ qua video tiếp theo này nhé. Ngoài ra, ma cà rồng là một nhân vật quan trọng trong ngày lễ Halloween. Nhấn vào để xem nguồn gốc của lễ hội ma nổi tiếng này luôn nha.